Bỏ học lấy chồng. Anh à, em biết là bố mẹ anh muốn chúng mình làm đám cưới, nhưng em muốn đi học đã. Sau khi học xong đại học, lo công việc cho ổn, chúng mình cưới nhau cũng chưa muộn mà. Em đâu cần phải đi học đâu, anh thừa khả năng để nuôi được em mà. Anh cần một người vợ chăm sóc cho gia đình, con cái. Em biết, nhưng em vẫn muốn tự lập hơn. Nếu em cứ nhất quyết chọn việc đi học thì chúng ta chia tay đi. Anh Thắng, em... Em hãy suy nghĩ cho kỹ rồi cho anh biết quyết định của em. Cậu làm sao vậy? Anh Thắng có điều kiện tốt như thế, sao cậu không chọn việc cưới chồng mà cứ phải đi học cơ chứ? Nhưng tớ không muốn việc học của mình bị dở dang. Ở làng mình, đợt này chỉ có mấy đứa tụi mình đỗ đại học thôi. Cậu ngốc lắm. Phụ nữ muốn hạnh phúc thì phải lấy được người chồng đảm bảo được cuộc sống của mình. Tớ không nghĩ thế. Mà thôi, nếu anh Thắng cứ nhất quyết bắt tớ phải chọn lựa như vậy, tức là anh ấy cũng chưa có đủ tình yêu dành cho tớ. Tớ sẽ chọn việc đi học. Chỉ còn một tháng nữa là bọn mình nhập học rồi. Mai bọn mình đi lên đó tìm nhà trọ trước nhé. Tớ sẽ không nhập học đâu. Sao lại thế? Anh Nam hỏi cưới tớ, tớ đã đồng ý rồi. Việc học tớ có thể làm sao cũng được. Hả? Bọn mình mới tốt nghiệp cấp 3 thôi. Cậu có thể học xong rồi lấy chồng cũng được mà. Cậu nghĩ thử xem, nhà anh Nam cũng giàu có giống như anh Thắng bạn trai của cậu vậy. Bản thân anh ấy là một người giỏi giang, kiếm ra tiền nữa. Bọn tớ cũng yêu nhau, vậy thì tội gì không cưới. Chuyện cưới anh Nam thì tớ không có ý kiến gì. Nhưng còn tương lai của cậu, cậu ngốc lắm. Chúng ta đi học thì cũng cốt là để ra trường xin được việc và kiếm được tiền. Tớ lấy anh Nam rồi thì đâu cần phải lo đi kiếm tiền nữa. Thế thì học làm gì? Phụ nữ quan trọng nhất là một tấm chồng mà. Tớ luôn mong cậu sẽ hạnh phúc mãi mãi. Ngày mai cậu nhập học mà tớ không đi cùng cậu được, vợ chồng tớ dự định đi du lịch ở nước ngoài. Cậu cứ đi vui vẻ đi, tớ làm thủ tục nhập học xong cả rồi mà. Wow, biển đẹp quá, thích quá à. Anh ơi, tí mình sẽ chơi trò nhảy dù trên biển nha. Các em về nhà ôn kỹ lại bài tập để chuẩn bị kỳ thi sắp tới nha. Anh yêu, thật tuyệt vời. Cảm ơn anh. Lau sạch cửa kính giúp chú nha. Dạ vâng ạ, dọn xong chỗ đồ này rồi cháu sẽ làm ngay. Hiền, cậu làm gì ở đây thế này? Mai, mình tới đây dọn vệ sinh. Mình đi làm thêm để kiếm chút tiền đóng học phí đỡ cho bố mẹ. Ây, tội nghiệp cậu quá. Tớ đã bảo cậu ngốc lắm mà. Như tới đây này, giờ chả phải lo gì cả. Tớ... 5 năm sau. Không khóc nữa, để cho em còn ngủ. Mẹ bé cơ. Anh ơi, anh pha hộ em bình sữa cho cô Tích với. Em phải... Trời ơi, anh còn bao nhiêu công to việc lớn, làm gì có thời gian pha sữa cho con cơ chứ. Em tự làm đi. Ở nhà có việc gì đâu mà chăm con cũng không xong. Anh... Hiền, cô làm tốt lắm. Tôi sẽ ký quyết định tăng lương cho cô trong tháng tới. Dạ, em cảm ơn sếp đã tin tưởng ạ. Trời ơi, đổ hết sữa vào người mẹ rồi. Hiền, đúng là Hiền rồi. Nhưng giờ trông cậu ấy khác quá. Một thời gian sau. Phản bội, tôi không ngờ anh lại là người như thế. Anh cút đi. Cô đuổi ai? Đây là nhà của tôi mà. Tôi sẽ viết đơn ly hôn. Tùy cô, nếu đó là lựa chọn của cô, tôi cũng sẽ mang con của tôi đi. Tùy thôi, nhưng cô sẽ lấy gì nuôi con đây? Con phải ở với tôi, vì cô không thể đủ khả năng nuôi con. Hãy chấp nhận thực tế đó đi. Tôi sẽ đi làm kiếm tiền. Cô đi làm, cô sẽ làm gì?
làm gì ư? Không bằng cấp, không trình độ, không tiền, tôi đã sai ở đâu? Hiền à, chuyện của Mai như thế đó. Mai ngại nên lánh mặt cậu. Mình nghĩ hai cậu ngày xưa thân nhau lắm nên kể cho cậu biết. Dù số phận đưa mình và Mai mỗi đứa sang một lối rẽ khác nhau, chẳng mấy khi có dịp gặp nhau kể từ ngày Mai lấy chồng, nhưng mình vẫn coi Mai là người bạn thân thiết nhất. Giờ mình cần phải làm gì đó giúp Mai. Mai, mình đây. Hiền ơi, tớ khổ quá. Hãy làm lại từ đầu, giờ vẫn chưa muộn mà. Tớ sẽ giúp cậu. Tớ có thể làm lại ư? Giờ trong tay tớ chẳng có gì, bằng cấp không, kiến thức không. Chỉ cần cậu quyết tâm, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Mình sẽ ở bên giúp cậu. Tới giờ mình mới nhận ra mình đã sai. Cuộc đời của một người phụ nữ phải do chính mình quyết định, chứ không phải phụ thuộc vào chồng hay bất cứ ai. Đúng rồi đó, phụ nữ chúng mình cần độc lập thì mới nắm giữ hạnh phúc của mình được. Những cây táo không nở hoa. Nhìn mặt trời như một quả cam. Nhìn giống trái táo chứ ạ? Sao nhìn đâu em cũng thấy táo thế? Tại em thích ăn táo quá. Giá như người ta trồng táo mà không phun thuốc á, thì em đã có thể ăn mà không sợ bị dị ứng rồi. Anh sẽ trồng những cây táo như vậy cho em ăn. Kimura, anh nói sao hả? Anh đang đùa em có phải không? Anh nói thật đó, Michiko à. Liệu có thể không anh? Sao lại không thể chứ? Nhiều năm sau. Không thuốc trừ sâu, không phân hóa học, không diệt trừ cỏ mà đòi trồng táo. Ngốc thế! Kimura điên thật rồi. Khiến các ngươi vất vả như vậy, ta thật sự xin lỗi. Chậm nở hoa cũng được, chậm kết quả cũng không sao. Chỉ cần các ngươi đừng chết. Ông ta không phun thuốc, sâu bệnh sẽ lây lan sang vườn chúng ta mất. Kiểu này khéo mất mùa cả làng mất thôi. Đúng là tên phá hoại. Kimura là đồ ngốc, đồ phá hoại. Trên núi cũng có côn trùng, sao cây táo này có thể sinh trưởng tốt như thế? Độ ẩm thật khác. Mùi đất cũng khác với đất ở vườn nhà mình. Đúng rồi, đất đai mới thật là điểm cốt yếu cho việc gieo trồng táo. Thiên nhiên là một hệ thống hoàn hảo. Hãy trồng cây như cách mà thiên nhiên vận hành. Anh hy vọng phương pháp trồng đậu nành để cải thiện hàm lượng đạm trong đất sẽ thành công. Đất tốt, cây cỏ tùm, thiên địch sẽ đến trú ngụ và diệt trừ sâu bệnh cho táo. Em rất hy vọng là anh đúng. Kỳ rồi, ta biết các ngươi đã rất cố gắng. Không thể tin nổi, táo đã nở hoa rồi,
sao cậu làm được vậy? Có thể vì tôi quá ngu ngốc, cây táo cũng không chịu nổi, đành phải ra hoa thôi. Cuối cùng, Kimura đã tìm ra cách trồng và chăm sóc táo bằng phương pháp hữu cơ, không cần đến thuốc hóa học. Đó là cải thiện hàm lượng đạm trong đất, tạo môi trường, thu hút những loài côn trùng, chim muông đến diệt trừ sâu bệnh. Bỏ qua những lời dị nghị, Kimura đã chứng minh cho mọi người thấy điều kỳ diệu sẽ đến sau nhiều kiên trì và nỗ lực. Chiếc bình cổ. Anh Bảo ơi. Ồ, anh Hòa đấy à. Lâu nay nghe nói anh có bộ sưu tập đồ cổ đồ sộ lắm, nên tôi tới để mở mang tầm mắt đây. Ồ, có gì đâu, mời anh vào. Đều là người trong giới, giao lưu chia sẻ sở thích của mình, phải lẻ quá còn gì. Dân, dân. Lời đồn quả là không sai. Có cơ hội chiêm ngưỡng bộ sưu tập đồ sộ thế này thật là vinh hạnh lớn. Anh cứ quá lời, cũng bình thường thôi mà. Ôi, tôi có nhìn nhầm không thế này? Đây có phải là chiếc bình cổ từ thế kỷ 11 đúng không? Dân, đúng rồi đấy. Nghe thiên hạ đồn đã lâu, hôm nay mới có dịp chiêm ngưỡng. Chà chà, nhìn đường nét hoa văn của nó mà xem này, vừa sang trọng, cầu kỳ, vừa tài hoa phóng khoáng. Anh có muốn bán không? Ồ, đây là món cổ vật mà tôi yêu thích nhất. Tôi chưa có ý định bán nó. Một tuyệt tác quá tinh xảo. Anh để lại cho tôi đi, với giá nào cũng được. Anh còn nhiều cổ vật đáng giá hơn thế cơ mà. Thôi, để lại cho tôi nhé. Thôi được rồi, gần đây tôi cũng có chút khó khăn, nên để lại cho anh vậy. Tốt quá, tốt quá. Vậy hôm nào mời anh sang nhà tôi, cũng không thua kém bộ sưu tập của anh đâu nhé. Anh thích gì thì chúng ta lại trao đổi. Được rồi, nhưng anh nhớ phải nâng niu nó đấy nhé, nếu không tôi sẽ lấy lại đấy. Tất nhiên rồi, cổ vật quý thế này sao có thể không nâng niu được chứ. Nào, mời anh vào đây, thử chiêm ngưỡng bộ sưu tập của tôi xem thế nào. Chiếc bình mua của anh đây, tôi vẫn nâng niu nó đấy nhé. Mà nè, anh đợi tôi một lát nhé, tôi có cái này rất hay cho anh. Đây chẳng phải là cụ Hương bố ông Hòa sao? Anh lại đây, tôi cho anh xem cái này. Anh thấy chiếc đĩa này thế nào? Nếu anh thích, tôi cho anh luôn một món quà cảm ơn. Thôi, không cần đâu. Anh có thể cho tôi xin lại cái bình cổ của tôi được không? Tôi thật sự rất tiếc vì đã bán nó. Tôi sợ anh không chăm lo giữ gìn, lỡ chẳng may làm vỡ. Cái ông này chỉ ăn nói linh tinh. Tôi nói để ông biết, tôi là thuộc loại chăm lo, giữ gìn đồ cổ xưa nay có một đấy. Tôi thấy anh hình như đã quên mình có một vật báo vô giá. Anh đã bỏ bê bấy lâu nay, còn có đồ gì vô giá mà tôi lại quên được? Trong nhà này biết bao nhiêu cái bình, cái chum, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Người cha vô giá của anh đang nằm trong đó. Tôi nghĩ mấy món cổ vật ngoài này chẳng có ý nghĩa gì, khi ngay cả cha mình mà anh còn không quan tâm chăm sóc nổi. Bà lão kỳ quặc. Mình ơi, chiều qua bà chủ trọ lại nhắc khéo tiền phòng đó. Mình mới chuyển tới, để họ nhắc ngại lắm. Để anh hỏi xem có được ứng lương không. Con chào ba mẹ, con đi học đây ạ. Ừ, đi cẩn thận nha con. Vâng ạ. Đó, bà ta lại đi đấy, trông kỳ thật. Hành tung bà ta lạ lắm, mờ ám thế nào ấy. Mờ ám thế nào ạ? Ngày nào bà ta cũng đóng kín cửa ở trong nhà. Mỗi lần đi qua nhà bà ta, thường hay nghe tiếng lẩm bẩm, cứ như là bà ta đang nói chuyện với ma vậy. Đã thế, mỗi lần ra ngoài đều ăn bận kín mít hà. Chẳng ai biết bà ta đi đâu làm gì hết trơn á.
Đến mức vậy sao ạ? Cô mới đến chưa biết đó thôi, nên cảnh giác một chút, tránh tiếp xúc thì hơn. Ủa, ba mẹ vẫn chưa về sao? Cháu chào ba. Ừ, chào cháu. Vi, sao con lại ngồi trước cửa nhà người ta thế? Đi về đi con. Con ngồi đây để ngắm mẹ cho dễ mà. Thôi, chúng ta về đi. Vi, mẹ quên dặn con, từ nay con đừng có lai vãng tới nhà bà cụ kia nữa nha, nhớ chưa? Nhưng tại sao ạ? Bà cụ ấy không giống chúng ta, hàng xóm ở đây không ai dám lại gần bà cụ ấy cả. Chúng ta cũng nên cảnh giác thì hơn. Nhưng... Không nhân nhị gì cả, mẹ đã dặn là phải tuyệt đối nghe lời. Cháu chào bà ạ. Ừ, cháu. Bà ơi, cháu tặng bà một cây kẹo nè, rất ngon đó ạ. Bà không ăn kẹo mút, cảm ơn cháu. Vậy hả? Bà ơi, bà đi đâu vậy? Cháu hỏi làm gì? Dạ, nếu bà đi dạo thì cho cháu theo với. Ba mẹ cháu đi làm chưa về? Cháu không sợ ta sao? Sao lại sợ hả? Bà có giọng nói giống như bà ngoại của cháu ngày xưa. Ừ, nếu cháu thích có thể theo bà. Ba mẹ ơi! Trời ơi, con đi đâu thế? Dạ, con đi với bà lão hàng xóm thôi mà. Sao con lại dại dột vậy hả? Từ lúc bác hàng xóm sang báo mẹ rằng con đi với bà lão kia mà mẹ lo thắt cả ruột, con có biết không? Sao phải lo thế hả mẹ? Bà ấy rất tốt bụng mà. Hôm nay bà ấy còn mua kem cho con ăn đó. Trời ơi, ba mẹ đã dặn thế nào hả? Sao mọi người lại xa lánh bà ấy thế chứ? Con thấy bà ấy là người tốt mà. Hôm nay con đã cùng bà lên đồi viếng mộ cụ ông, chồng của bà ấy và người con trai của bà ấy nữa. Bà ấy kể 30 năm trước, một vụ nổ đã cướp đi hai người thân nhất của bà. Hằng ngày, bà lên đây để thăm họ, trò chuyện với họ. Ba mẹ ơi, đừng sợ bà cụ ấy. Con thấy bà cụ đáng thương lắm. Ờ, được rồi. Nhưng tốt nhất con cẩn thận thì vẫn hơn con à. Năm ấy, bà lão đã ra đi và để lại di chúc chuyển nhượng quyền thừa hưởng căn nhà cho con gái tôi. Bà lão lập dị từ lâu đã trở thành người bà yêu quý của con gái tôi. Câu chuyện giữa bà cụ và con gái tôi sau này còn được mọi người nhắc lại mãi. Ai cũng ngộ ra một điều, đó là trước khi định kiến với một ai đó, hãy tìm hiểu họ bằng một tấm lòng yêu thương. Mơ ước giản đơn. Cuối tuần mà chẳng được nghỉ ngơi gì cả, mệt hết cả người. Em ơi, còn mấy cái áo bọn nhóc vừa gịch bẩn, em giặt luôn nha. Trời thì âm u, ban công thì bé tẹo, thế mà quần áo bẩn lấy đâu ra mà nhiều thế? Làm sao mà cô hết được đống đồ này chứ? Em phải cảm thấy may mắn ấy chứ. Có nhà chẳng có quần áo mà phơi đâu. Nhà mình nhiều người, nhiều quần áo, thế mới đông vui. Hay, vâng, đông vui lắm. Ngợp đi, ngợp đi. Nhanh lên ba, nhanh lên. Đồ chơi vứt tứ tung thế này à? Hai đứa có mau dọn đi không?
Bin và Bon ngoan quá, đúng là con trai của ba. Chị ơi! Chị gọi tôi ạ? Vâng, tôi thấy chị đang phơi đồ. Vâng. Chị mang đồ sang ban công nhà tôi mà phơi, rộng lắm. Thật ạ? Vâng, ban công nhà tôi rộng và nhiều gió lắm, đồ sẽ nhanh khô hơn. Chị sang đi, tôi xuống mở cửa cho chị. Vâng, được thế thì còn gì bằng, tôi sang ngay đây. Em đi đâu đấy? Em đến một nơi đầy gió. Không hiểu nổi phụ nữ. Chà, thích quá. Tôi lúc nào cũng mong có một ban công đầy gió như thế này. Sao cô lại thích có một ban công rộng thế này? Một ban công rộng để phơi quần áo cho nhanh khô và thơm tho. Nhà tôi nhiều người nên quần áo cũng nhiều. Mỗi lần giặt quần áo và phơi phóng chật chội, tôi khó chịu lắm. Với cả tôi muốn có một ban công đầy gió để thỉnh thoảng mình có thể đi trốn. Đi trốn? Nhiều khi tôi chỉ muốn có một khoảng trời cho riêng mình, tránh xa những lo toan thường nhật của cuộc sống. Một nơi để tôi có thể được ngồi thoải mái uống sinh tố, đọc sách và mơ mộng. Chị biết đấy, cứ quẩn quanh mãi với bếp núc, nhà cửa, quần áo và những công việc nội trợ không tên, tôi thấy mình cứ già nua, tẹp nhẹp đi mỗi ngày. Còn chị thật xinh đẹp, chị có dáng vẻ thanh thản, vô ưu vô lo, cuộc sống của chị chắc hạnh phúc lắm. Tôi chẳng có gì ngoài một ban công đầy gió. Ý chị là... Tôi cũng từng ở trong một nhà tập thể bé tẹo, còn bé hơn nhà của chị nhiều, lại chẳng có ban công. Thế là tôi cũng mong mình có một ngôi nhà thật lớn, một ban công thật rộng. Tôi cứ lao đầu vào kiếm tiền, làm việc điên cuồng cả những ngày nghỉ. Con cái thì gửi về cho ông bà. Chồng tôi can ngăn, nhưng mà tôi không thèm nghe. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình nhất định phải có một ngôi nhà thật lớn thì mình mới hạnh phúc được. Nhưng khi tôi có được những gì mình mong đợi thì chồng tôi đã không còn nữa, và hai con tôi thì đã lập gia đình và sống ở thành phố khác. Một ban công đầy gió làm gì khi không có nhiều quần áo để phơi? Một ngôi nhà lớn làm gì khi không có ai cùng ăn, cùng xem tivi và cùng trò chuyện? Giờ tôi chỉ mong có ai đó bày bừa ra cho mình dọn, một đống quần áo để giặt, và được đổi cáo vì tiếng chí chóe của bọn trẻ con. Ngôi nhà bừa bộn, một đống quần áo, tiếng trẻ con chí chóe, tôi đang phải chịu đựng tất cả những điều đó. Vậy là cô có những người thân yêu để chăm sóc, điều đó chẳng phải rất vui sao? Nhiều khi đúng là cũng vui thật. Siêu nhân tấn công. Hãy coi chừng khủng long của ta đây. Em về rồi. Anh nấu cơm xong rồi đấy, vào ăn cơm thôi. Vâng, em vào đây. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.